ghê quá anh em ơi. Đây có người dân đi ra đỡ nạn nhân về vậy nha anh em. Ghê quá. Do dịch bệnh anh em mình không dám, không dám tiếp xúc. Xe đó của nạn nhân đó nghe anh em, được người dân hỗ trợ đưa vậy. Đây nạn nhân này qua tỉnh xin rượu rồi. Anh Hữu à, đây là anh Hữu nha mọi người. Ừ, tắt chưa không? Ba chiếc xe